Nóng, dụ tin Thủy Tiên có mối quan hệ thân thiết với các con của ông Dũng Lò Vôi. Được biết, ông Dũng Lò Vôi có 3 người con với bà Trần Thị Tuyết, vợ cả đã qua đời. Huỳnh Trần Phi Long, Huỳnh Trần Quốc Huy và Huỳnh Trần Tina. Tuy nhiên, chỉ có người con trai đầu Phi Long từng được xuất hiện trên mặt báo cùng với nguồn thông tin vô cùng ít ỏi. Đáng chú ý, vào chiều ngày 20 tháng 12, trên một trang fanpage chuyên bàn luận về showbiz đã đăng tải loạt ảnh Thủy Tiên gặp gỡ với con gái của ông Dũng Lò Vôi, Huỳnh Trần Tina cùng hội chị em. Không chỉ thế, hình ảnh được chia sẻ, anh Huỳnh Trần Phi Long còn từng đăng bài kêu gọi từ thiện miền Trung và ra tận Huế cùng ngày tháng với Thủy Tiên, cho thấy rõ rằng mối quan hệ thân thiết giữa bà xã Công Vinh và các con của ông chủ Đại Nam. Trước thông tin trên, cư dân mạng đã nhanh chóng để lại bình luận rằng hóa ra tấn công Thủy Tê chả phải vì chính nghĩa gì, mà là do phát hiện các con riêng của ông Dũng với bà Tuyết chơi thân với Thủy Tiên cùng kêu gọi từ thiện nên ghét. Cả nhà vợ cả chơi thân với Thủy Tiên, vợ bé dì ghẻ Nguyễn Phương Hằng giận cá lôi thất ra băm. Hay thì ra là vì thấy Thủy Tiên thân với con riêng của ông Dũng nên bà Hằng nổi cơn bóc phốt vụ từ thiện đây mà, ái chả. Có thể thấy một số cư dân mạng cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream yêu cầu Thủy Tiên sao kê do phát hiện nữ ca sĩ có quan hệ thân thiết với con riêng của ông Hùng Y Dũng. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều là đồn đoán và chưa có bằng chứng xác thực hay sự công nhận từ những người trong cuộc. Vậy nên để nắm được thông tin khách quan nhất, khán giả cần chờ đợi thông tin từ phía Thủy Tiên hay các con riêng của ông Dũng Lò Vôi.